Con gái ruột của Phi Nhung tiết lộ cuộc sống hiện tại sau một tháng ở ẩn. Con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung tiết lộ cuộc sống hiện tại sau một tháng ở ẩn trên mạng xã hội. Từ khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm, con gái ruột của cô nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Trên trang cá nhân, Wendy Phạm vẫn thỉnh thoảng chia sẻ về những kỷ niệm gắn liền với người mẹ quá cố cũng như cập nhật cuộc sống hiện tại. Khoảng một tháng qua, con gái của cố ca sĩ Phi Nhung không cập nhật thông tin lên trang cá nhân. Mới đây, cô đã có bài đăng và cho biết thời gian qua bận rộn đi làm, chăm con nên không chia sẻ lên Facebook. Cả nhà có khỏe không? Mấy tuần nay con đi làm nhiều nên không đăng vào Facebook, Wendy Phạm chia sẻ. Kèm theo đó, cô đăng ảnh của hai cậu con trai được mẹ dẫn đi ăn vặt. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận động viên Wendy cố gắng làm việc để chăm lo cho các con cũng như khen ngợi hai nhóc tỳ của cô ngày càng kháu khỉnh, lanh lợi. Ngoài ra, cũng có người hỏi thăm về việc Wendy không đăng ảnh của con gái út, công chúa ở đâu rồi sao không cho lên Facebook cùng hai anh trai. Phản hồi điều này, con gái của Phi Nhung cho biết cô chưa muốn đăng nhiều ảnh của con gái út vì bé còn nhỏ. Dạ em còn nhỏ nên con không muốn cho hình em lên nhiều. Nhưng công chúa rất là khỏe, Wendy cho biết. Tháng 3 vừa rồi, Wendy Phạm sinh con lần thứ 3, là một tiểu công chúa. Ca sĩ Tri Di Phương Trinh, người chị thân thiết với Phi Nhung chia sẻ về cháu ngoại thứ 3 của cố ca sĩ. Phi Nhung ơi, Wendy đã sanh cho em một đứa cháu gái dễ thương, khỏe mạnh và bụ bẫm. Cháu nặng 8 pounds, 3.6 kg, dài 19.50 inch. Vậy là em đã có 3 đứa cháu ngoại rồi đó. Qua mặt bà chị của em vùng vụt à, Madeline, cũng như anh Nicoli của nó, hai cháu đã mất đi cơ hội để gặp mặt bà ngoại của mình ở ngoài đời. Nhưng huyền thoại của người ca sĩ tên Phi Nhung, bà ngoại của chúng sẽ luôn được người đời nhắc đến. Và khi lớn lên các cháu sẽ tự hào lắm khi biết bà ngoại mình là một người vĩ đại như thế nào. Sau khi sinh 3 tháng, Wendy Phạm cho biết cô đã quay trở lại với công việc vì không được nghỉ thai sản lâu hơn. Nhiều người đã gửi lời chúc đến cô sẽ làm việc suôn sẻ, gặp nhiều may mắn và chú ý sức khỏe để chăm lo cho các con.